chân thành cảm ơn các nhà đã quay lại video giới thiệu của Mỹ nha. Thì ngày mới Mỹ chúc các nhà mình luôn luôn dồi dào sức khỏe và luôn thành công trong mọi công việc hàng ngày nha. Thế thì Mỹ lại tiếp tục đi dắt khơi nữa nha. Thì khu vực ở trên này là khu vực mũi La Gà này các nha. Còn bên đây là khu vực chùa Đá Hang, còn gọi là chùa Cố Thạch đó các nha. Hôm nay Mỹ lên khu vực phía trên này. Hy vọng Mỹ lên khu vực phía trên này mà Mỹ thì có điểm rất là nhiều, nhưng mà Mỹ không biết trên này nó có đụng trà ở dưới không, nên hôm nay Mỹ sẽ lên đây dò để nếu mà có bị làm luôn, còn không có thì xóa, còn có thì lấy điểm. Hy vọng ngày hôm nay lên đây có những đụng trà và có những con hàng ngon để săn bắt để ghi lại cho cả nhà mình xem nha. Hôm nay thì cũng có hai cha con Mỹ thôi. Trời bên này Mỹ coi trong điện vị độ sâu trong đó từ 17, 18 đến 19 mét nha. Trên này thì nó cũng có một cái bực gò nữa các nhà. Đó, cứ càng ra xuống thì nó sẽ càng sâu thôi. Còn lên trên thì nó cũng cạn, nhưng mà lên cao quá thì nó lại sâu nữa. Tại vì trên này là một cái gò rộng quá các nhà, nên càng xuống gò thì càng sâu thôi. Đến nơi để lặn rồi cái nha. Thì lúc nào Mỹ chuẩn bị nhảy xuống nước thì Mỹ sẽ đeo một cái đai chì. Cái đai chì này nặng khoảng tầm 8 kg. Nói với Mỹ không mặc đồ nhái cái nha. Thì cũng có một số anh em mặc đồ nhái sẽ đeo đai chì nặng hơn. Thì cái kính của Mỹ nữa nè, lúc nào cũng phải giữ bằng xà bông giữ chiến nha. Rồi, khu vực đây là khu vực trên Liên Hương Phước Thới cả nha. Còn trên đây là vị trí Nguyễn Tăng này. Rồi, giờ Mỹ mời cả nhà cùng theo Mỹ nhảy xuống lặn những cái gốc trà trên điểm mới này nha. Hy vọng xuống những gốc trà mới này đều có đụng trà để có cá săn bắn để gửi lên cho cả nhà mình xem nha. Có vẻ như trước ở đây mình thấy trên mặt rất là trong này. Quá trời là sứa lắm. Độ sâu hiện tại Mỹ làm là 10 mét nha. Rồi, Mỹ cũng đã thấy rồi này. Mỹ đứng trong viên không được trà không nữa, mà đi xuống thì chưa bắt được. Bởi Mỹ chạy lên cầu leo xịp nữa. Mỹ chạy lên phía trên thì đã thấy độ trà rồi. Và Mỹ thấy chỗ này có một con bay nè. Chỗ này có thêm một con nữa là hai con nè. Sò trước bay này mình ăn thì là thích nha. Nhưng mà mình thấy cái đụng trà này cực kỳ là mới lắm. Đây là những cái sò đá và những cái khu chữa cả nhà. Cư dân người ta mới bỏ để làm thôi, nên khi có cá về ở nha. Thêm con sò điểm thứ ba này. Còn Mỹ lại tới một cái điểm mới. Điểm này thì Mỹ thấy chỗ này có một con ốc này. Đây là con ốc kiên tự. Thêm con ốc kiên tự nữa nè. Con ốc em. Tới đây Mỹ cũng được hai con rồi. Có thêm một con sò điệp bay nữa nè. Mình tính là sò điệp bay chỗ này cũng to mà ha. Nhưng mà cũng một cười cũng to rồi nha. Thêm một con sò điệp sớm này. Đây, thêm con nữa, hai con.
tiền nữa này, ba con như là ý chúng cái nha. Thường ốc này Mỹ ghi độ là ốc này nó cũng gần 7 tỷ nữa này, cho bằng giờ đó là tính ra Mỹ bán được trong con kia nha. Hôm nay Mỹ thấy có một con cá mú rồi, chị Hùng nó chạy vào đây luôn này cả nha, chạy vào cái bao này để trốn rồi này. Em vào cái tảng đá cái nha, Mỹ chỉ được rồi đây, cái tảng đá này lấy một cái nha. Hiện tại giá thành con nhận rất là cao do hải sản của biển trời rất là khan hiếm nha. Thêm một con ốc mũi điên nữa này, ốc này mình thấy còn nhỏ nha, ốc này mình không biết nó to như con trắng nữa. Mình có phát hiện ra một con cá tàu táo nữa. Con cá này nó đang nằm ngược đứng á, mình tụt còn không được nha, chỉ quay qua bên này lại này. Rồi, thì bắn cũng đã chuẩn rồi này. Cá tàu táo thì chủ Mỹ thì ngư dân nhất là thích ăn lắm. Thường thì ngư dân chủ Mỹ á, biển á, nên chỉ thích ăn cá kho và cá hiếm hiếm thôi. Còn mấy cá này thì ngư dân cũng thích ăn nhiều lắm, nên ngư dân thích ăn lắm. Mỹ chạy tới cái chỗ này á, có con cá mú nó nhìn Mỹ này, nhìn này rồi bây giờ bắn lên chiếc xe luôn rồi. Một cái nhà xe này ở trong này có chúng đang rất là nhiều luôn, cũng có một số chúng đã nở hết rồi và cũng còn một số chúng chưa nở đấy, thì khá nhiều chúng nở luôn. Thì chúng hôm nay này nở thì là hết mùi rồi cả nhà, còn lâu sau này còn hai con thôi. Đây là con cá mú sống nha. Cá mú này thì nó không có to đâu. Cá này thì kích thước nó ăn dai hơn là mấy con cá mú kia. Có thấy có một con cá mú nó vừa chạy vào trong cái sọt đá này nè, chạy vô trong cái sọt đá này mình sẽ dùng chỉ nó. Đây rồi, biết rồi, chỉ một giờ cái nha. Nó nếp đầu trong cái tảng đá này thôi, mình chỉ ra ngoài. Đây đây, rồi chỉ dính nó này nè. Giờ thì mình sẽ lau nó nha. Đây vào mình cũng vừa lắm, do cái lỗ nhỏ nhỏ mình sẽ dính cái tảng đá này lên mới lấy được khá thời gian. Thì thấy có một con cá trình nó đang ở trong cái đá này nữa nè. Mỹ đang tìm con cá trình á, thì ngó qua bên phía này thì có phát hiện ra thêm con cá mú này. Này cũng sẵn luôn. Mỹ sẽ gỡ con cá mú rồi mà còn không chỉ quay lại tìm con cá trình nha. Tại vì con cá trình thì nó không có chạy đi đâu đâu, nó chỉ còn
đánh đá mình đúng rồi. Câu kia xong á thì lại Mỹ phát hiện ra thêm một con nữa nè. Rồi Mỹ bắn trúng luôn rồi. Thêm có một con này, ủa chính nhà chỗ này ba bốn con lắm đây nè. Rồi Mỹ bắn trúng luôn rồi, bồ bắn bồ giấy thôi cả nhà. Gặp thêm con cá mú nữa. Con nghĩ như cá mú chỗ này uống nó cũng sắp con lắm. Mỹ sẽ bắt con cá trình này. Mỹ đang có nhắm phải chính xác nha. Nhắm này ngay giờ chỉ còn thôi. Rồi, nó chạy đi đâu rồi cả nhà, đây này. Cuối cùng thì Mỹ so qua so lại thì cũng đã chỉ được nó đây. Mỹ đang có lấy cái tảng đá này lên để câu cá trình đi ra nha. Lâu bị kẹt rồi. Nó giữ lúc đó nha, nó đụng đồ nó tắt nó thôi. Lại gặp thêm con cá trình nữa nè. Mới vừa bắt con kia xong thì lại phải hiện thêm một con nữa. Đúng. Và Mỹ sẽ dùng súng bắn vào cho nó lẹ đi, giúp nhau lẹ cả nha. Chỉ đâm vô xong mồi móc nó lâu lắm. Rồi Mỹ bắn trúng nó ra nè. Hy vọng nó siêu qua cái ngạnh. Sợ cái tảng đá không siêu qua cái ngạnh đó. Ra thiệt thiệt ra nha. Rồi nè, Mỹ bắn thì cái ngạnh đã siêu qua rồi. Nên giờ chắc là dễ dàng lắm. Tuy nhiên Mỹ bắn một cái thì yếu rồi cả nhà, yếu rồi nên nó bị có mạnh nữa này. Thấy có một con cá phiền bông nữa nè. Cá phiền bông này về nấu ăn năng thì cũng yếu lắm nè.
đâu con sò 10k chứ, chỉ là kiểu bỏ thôi. Mỹ vừa tới một cái điểm mới á, vừa nhảy xuống thôi thì có phát hiện ra được một con cá mó nhạy cả nha. Cá mó này thì cũng khá là to đó, thì còn giấy bốn trứng thôi đó. Mỹ bắn trứng rồi nè, giấy giấy nó không có sảy cả nha. Cái con cá này nó hay bị chết sảy lắm, bị bắn nó xém biết nữa luôn, nhưng mà chết nhầm một cái là nó chỉ là bắt đó. Tại vì cái con cá này mà chịu cá biết á, chịu đó tìm mà trúng nó để cho nó quậy mà sao bị trúng nó nha. Tại vì nó bị trúng cái chảy của nó có mấy cái gai á, nó là bị sợ nó bị dắt cái chảy này giờ chỉ còn chặt này gì gì mà chỉ một cái chảy chính là tay người kép thiệt đó, chỉ gì một phát là hết chảy rồi nha. Để mình sẽ tháo cái chỉ ra. Cá mó này cũng to nha. Con quỳ thảm các nha, con quỳ này thấy quỳ cảnh á, biển á, cái con này cũng vài triệu đồng một con đó. Và thì vào cái màu sắc nha, cái màu sắc này người ta cũng dễ thôi. Con này màu sắc đẹp nhất đó, rồi bán là chiếc quay chiếc ngon lành lắm. Rồi cảm giác chiếc chiếc bắt chiếc này đó, lấy lại con này chiếc nó nhạc nhạc mà mốt con tới là em mình không thể phim hai ngày mình xem cho đẹp, chứ mình bắt rồi á lần sau không có gì để quay á. Vì lại có phải hiện ra trong hang này có một con cá nữa nè, con cá này cũng chắc là to luôn. Cả nhà biết con cá gì đó ấy, bị bắn bị lâu ra cho cả nhà mình xem nè, to lắm. Nó cứ lại qua lại lại coi kia cái bà nó cái đủ rồi mình sẽ lâu nha. Đây là con cá kim phong nha. Khoảng 2 ký Mỹ mới bắt lận, một ký thì nhỏ lắm. Với lại thêm chiếc ghe nữa, trên chiếc ghe này thấy có một con cá nhóc cả nhà, cá nhóc rồi nó thấy Mỹ nó nhảy vào. Sau đó cái nhà thép này nè, nó chạy ra lại nè, trời, không được rồi. Mỹ thấy có một con cá bò lá này, sau đó cả nhà thấy nó nếp vào trong cái bô kia không? Rồi rồi rồi, nó thấy Mỹ nó đã chạy xuống cái bô kia, Mỹ sẽ nhảy xuống chạy ra sau. Con cá bò lá này Mỹ thấy nó to lắm, nó mới chạy xuống đây, Mỹ nhảy xuống thì không phải hiểu được nó nữa rồi. Ủa, nó là thiệt, nó chạy đi hướng nào nữa rồi.
đến một cái điểm mới á, thì nhảy xuống á, thì chạy lên đầu neo á, thì không thấy một cái đồn trà nào giờ. Do Mỹ đi những cái điểm mới á, điểm có thì điểm không nha, giờ Mỹ chỉ lên tại tới một cái điểm khác. Mỹ đang chạy về thì có phát hiện ra có một con sò biển bay nữa. Mỹ thấy có một dấu tích của một con ốc nè. Đây là con ốc đá trắng nha, ốc mỡ đá. Mỹ tới cái điểm khác rồi nè, nhưng mà Mỹ nhảy xuống cái điểm này thì độ sâu tăng thêm 2 mét nữa nè. Có khoảng dây đá lên khoảng 2 mét luôn, từ dây đá tới mặt đất tầm khoảng 2 mét nha. Nghĩa như Mỹ đi tới một cái điểm mới này á, thì nhảy xuống á thì chỉ phát hiện được một cái sọt đá này lỉ loi thôi, không thấy cái sọt đá nào nữa luôn. Thì Mỹ chắc do cái điểm này là điểm cũ rồi nên người ta không có tu bổ nữa, giờ chỉ có một cái sọt đá như thế này thôi, xung quanh thì không thấy gì nữa rồi. Giờ Mỹ phải lên đi tìm tới một cái điểm mới nữa rồi. Mỹ lại tới một cái điểm mới, nhưng mà điểm mới này thì người ta cũng đã bỏ rồi, không có làm nữa rồi cả nhà, toàn là những cái đống đá này này, do những cái sọt đá bị bể. Mình nghĩ chắc là do giã cào bị bể thôi. Đây này có vài đống đá này, nhưng mà chẳng thấy con cá con gì luôn, toàn là thấy đá và cá nhỏ nhỏ mà thôi. Mỹ có thấy chỗ này có một con cá này cả nhà. Cái con cá này nó có điện nha. Cá này chú Mỹ gọi nó là con cá nhất. Và nó có thêm vài cái tên nữa nha. Tùy theo mấy con gọi nó. Cá này Mỹ chỉ không dám bắt tay đâu, chỉ nó luôn. Tại vì con cá này nó có điện cả nha. Nó giật thì cũng tơi đó, nhưng mà giật thì không sao đâu, chỉ bị tơi chút xíu thôi. Lại tới một cái điểm mới nữa, nhưng mà lại cũng đóng đá như một điểm mới luôn. Có nghĩa như khu vực trên này từ như là bích điểm nha. Thì Mỹ đi mấy cái điểm mới thì cũng không hết, có điểm có thì có điểm không hết. Chắc mình nghĩ trên lớp này thì đa số ngư dân người ta cũng có làm nữa. Có một con tôm thì ngư dân con cũng lén làm nữa. Biết lượm mấy con tôm này là nhiều lắm, không biết có ai mua lại không. Ô cái nhà xem đi, ở đâu tự nhiên có con sò thì bay mà nó bay lên tảng đá nằm này, chắc nó nằm lên tảng đá tắm nắng rồi. Đây là những cái hố của nó nằm này, có một con cánh cái cánh này đang còn rồi. Thường mấy con sò bay á nó hay đánh cùng nằm như thế này nè cả nhà, đa số thì đó nó thấy cái động của cái nhà nên nó bay đi trường cái đó nó bay á cả nhà, nên người dân gọi nó là con sò bay. Mỹ thấy có một con ốc mượn hồn nữa nè, còn gọi là ốc càng. Mỹ không biết sao cái vỏ ốc này cực kỳ là chắc luôn, mà con ốc hồn này nó lấy đi thay thế đây này, nó vui vào mà thấy con ốc hồn hồn lên thấy cái vỏ không ơi. Còn tính ra cái vụ này Mỹ đi 5 điểm mất con phải đi được mấy cái sông đá rồi, chỉ là những cái điểm cũ thôi. Điểm này người ta bỏ chắc là lâu rồi nhưng mà vẫn không thấy gì luôn. Bay nó hay đọc cái khác của người trang thì nó hay lắm.
con ốc mỡ. Đúng rồi đó nha, đây là ốc mỡ đây. Mỹ lên khu vực phía trên này chạy 5-6 điểm rồi. Nhưng mà Mỹ phát hiện cái chỗ này có cá nổi nhiều rồi. Đây là có cá bự này. Mỹ có nguồn gì ở trong cái chỗ này không đấy? Nãy giờ đi còn lại mấy cái sọt đá nhỏ nhỏ không thôi. Chỗ này Mỹ thấy cá nhỏ nhỏ nhiều này. Chắc là có sọt bụi. Quá trời là cá luôn. Ô kia kia kia, Mỹ có phát hiện ra hai con cá rất là to luôn. Mỹ phải lấy cái chốt này ra nè, cá to lắm đấy nha. Rồi Mỹ bung lưới này, gặp cá to rất là mừng luôn. Rồi xong cái Mỹ tình càng luôn nè, bung dây chụp luôn. Luôn kiểu nó chạy là tiếc lắm đó. Hy vọng Mỹ có một con này, thấy có hai con thì là to luôn. Một con phải dài hơn một mét đó nha. Rồi đỉnh đỉnh quá, cầm cá to chắc là mừng luôn, chắc là mừng luôn đó nha. Đấy nè, hy vọng nó còn. Đây con to này đó nha. Ủa, hai con rất là to. Mình sẽ nhắm cái con nào dễ nhất nha. Đó, một con. Đúng rồi. Rồi còn con nữa là chạy rồi đó nha. Đây, đá. Đây nhà cái con cá gì đây không? Cá này Mỹ là to á. Ồ, tầm 1.1 nha. Chắc là đá. Con cá này là con cá mà bị bệnh đấy. Con cá này Mỹ nói bắt được nó rồi nè. Nó có thể quay lại nó tắt được nó nha. Nên Mỹ cắn thẳng để cho nó bệnh bệnh. Nó bằng tắt một cái, ổn vừa luôn. Để từ lúc bỏ xong mình chỉ nắm nó kéo lại từ từ đó nha. Nắm lại cái gì là khỏe đó. Mình chỉ dùng cái chỉ chỉ nó này cho nó bị trục ra khỏi dây rồi. Rồi như thế này thì con cá nó hết chạy được nữa rồi. Chỉ chắc chắn là ăn được con cá này rồi cả nha. Đây đây là con cá nhồng nha. Đây là con cá nhồng đòn. Không biết chỗ mọi người gọi là cá nhồng gì hả. Mỹ cũng nghe một người anh nói là con cá nhồng thun. Mỹ đã biết đó là con cá nhồng gì. Vì lần đầu tiên mà Mỹ bắt được một con cá nhồng rất là to như thế này nè. Cặp thì cũng mấy lần rồi nhưng mà bắt không được. Nhưng mà hôm nay thì Mỹ chắc là may mắn lắm, tại bắt được một con thì là to. Đây là con cá to nhất này đó nha. Từ khi mà Mỹ bắt được đây, Mỹ bắt lúc kia được con cá khuy biển á, một con 3 kg mấy là con đó là to nhất rồi. Bây giờ Mỹ bắt cái con này là bọ khăn á thì nó chỉ 5.2 kg cái nha. Con này là con kỷ lục của Mỹ rồi. Con Mỹ sắp tới Mỹ có bắt được con cá kỷ lục to hơn con này hơn nữa. Ồ, quá là đã. Khi mà Mỹ cầm trên tay gì là chắc chắn là ăn được đó rồi cả nhà ơi. Cực kỳ là ngon lành luôn. Cả nhà nhớ cho Mỹ xin một like nha. Ai chưa đăng ký thì đăng ký ủng hộ Mỹ. Rồi, cả nhà xem này. Mỹ sẽ cho nó vào khu vực nha. Con cá này nó dính nha. Phải cẩn thận đó nha, nhưng mà xảy ra một cái chạy tiếc lắm đó. Quả nhiên là Mỹ nè. Đây cho vào, đó, không hết cái vợ của cái nhà ơi. Còn cái đó chỉ là Mỹ rất là to. Đó là một đường con nè. À, Mỹ này Mỹ phải bằng lên cái thân. Bằng lên cái để con cá chạy nhiên cái nha. Cứ mà cầm đi, nó còn cái xuống này nó chạy tiếc lắm.
cơm đó nè. Cơm này không cho nó cua cũng mét vào cái nhà cũng mét. Mình đã để dành cái nào đi con. Đây đây có thêm một con tôm nữa nè. Còn có nghĩ như chân lên. Đến đây câu cũng nhiều nè. Đây cái tôm này thì có gì sẵn luôn. Cá mú đang nít trong thành đá này, chỉ dùng chỉ chỉ nha. Rồi biết vậy lấy súng bắn cho chắc luôn rồi. Nó chạy ra ngoài để nó đứng lại này cái nha, chị sẽ bắn nó luôn. Bây giờ có thấy thêm con cá mú này, nó đang cuốn vào cái tảng đá này nè. Chỗ này có con sao biển nè. Sao biển thì có rất là nhiều loại và nhiều màu nha. Có màu cực kỳ là đẹp lắm. Có con ốc mỡ nè. Ô cái nhà xem nè, nghĩ có phải nhà đây là cái con sò ló này cả nhà. Ô anh chào mà cũng bạn được sò ló này cả nhà, không biết con sò ló này có được to không nữa. Ô con này khá là to luôn. Ô bị bắt được cái con này cũng kiếm được mấy chục ngàn đồng một con như thế này cả nhà, cũng cần các trăm ngàn con như gì đây. Ô quá đã. Bị chạy thì cũng sắp tới bờ rồi cả nhà. Đây là khu vực Gành Giái này. Từ Gành Giái này chạy về bến đó khoảng 2 lý thôi. Ít lắm cả nhà, hôm nay thì chắc không được ấy rồi. Giờ 11 giờ mấy rồi cả nhà. Bị chạy lúc 11 giờ 40. Đó được có 3 con cá bự ngon nè. Một con cá mó rất là to luôn. Và một con cá phiền bông. Ở đây con Trình cũng được 4-5 con, 5 con cá mú, 5 con mú lửa đây cả nhà. Và được con cá nhồng dài 1m1 nha, bị lên đo rồi. Được 1m1, cả nhà xem đây, 1 gang, 2 gang, 3 gang, 4 gang, 5 gang. Nó bằng tương đương cây chỉ súng của Mỹ luôn, cây chỉ súng của Mỹ là 1m1. Và đây được mấy con cá mú này. Và vài con điệp, con ốc, con sò lỏ nữa này. Con sò lỏ này cũng gần cả trăm ngàn đó. Đây còn cá nước nữa này. Cá nước này về nấu canh bầu ăn cực kỳ là mát nha. Ốc mỡ nữa này.
tỏi nữa nè. Rồi có vẻ như thành quả ngày hôm nay của Mỹ thì có như thế này thôi. Đây này cũng sắp vào tứ bến rồi cả nhà. Đây là khu vực xã Chí Công. Tính ra một chuyến đi của Mỹ tầm đâu đó khoảng 400k cả nhà. Và chắc là Mỹ sẽ xin kết thúc video đây nha. Mỹ xin cảm ơn cả nhà. Thì nếu mà kèo này không thành công thì kèo ngày mai cả nhà. Giờ Mỹ hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo.